Hyundai i10 và Toyota Wigo đang là hai mẫu xe giá rẻ cỡ nhỏ hạng A bán chạy nhất Việt Nam. Hyundai tới từ Hàn Quốc, được lắp ráp CKD tại Ninh Bình. Trong khi đó Toyota Wigo được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hãy cùng tạp chí Mua Xe Ô Tô Trả Góp so sánh chi tiết hai mẫu xe này để giúp quý khách hàng có thêm cơ sở trong việc lựa chọn chiếc xe yêu thích. 1. Về kích thước tổng thể, Wigo có vóc dáng khá gọn với kích thước tổng thể, dài rộng cao, chỉ 3660x1600x1520mm, còn Hyundai i10 phần bề thế hơn, 3765x1660x1505mm. Xe dài, rộng hơn Wigo nhưng thấp hơn Wigo đôi chút, mang hơi hướng phong cách thể thao. 2. Về thiết kế ngoại thất, Wigo thiết kế lưới tản nhiệt hẹp, nhường chỗ cho cụm đèn trước nhiều không gian, bên cạnh một hốc gió hầm hố và cản trước tạo hình thể thao, đồng thời nắp capo có các gờ nổi cho dáng xe thanh thoát hơn. Về tổng thể, Hyundai i10 không có sự khác biệt lớn so với mẫu xe đối thủ, lưới tản nhiệt mảnh với logo đặt tại trung tâm, hốc gió dạng lưới lục giác hầm hố, song có thể nhận ra cụm đèn trước có kích thước nhỏ hơn và hốc đèn sương mù dạng boomerang. Wigo thiết kế lưới tản nhiệt hẹp, nhường chỗ cho cụm đèn trước nhiều không gian, bên cạnh một hốc gió hầm hố và cản trước tạo hình thể thao, đồng thời nắp capo có các gờ nổi cho dáng xe thanh thoát hơn. Cả hai mẫu xe đều sử dụng đèn halogen cho cụm đèn trước, bên cạnh đèn sương mù phía dưới đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Hyundai i10 có phần nổi bật hơn với một dải LED chiếu sáng ban ngày, khá hiếm gặp ở xe hạng A. Trong khi đó Toyota Wigo hút mắt hơn với đèn chiếu sáng dạng bi cầu projector. Tuy là mẫu xe giá rẻ song cả hai đều sở hữu bộ la răng được thiết kế rất cá tính và có nhiều điểm tương đồng. Ngược lại, tay nắm cửa ngoài và gương chiếu hậu chỉnh điện của Wigo đều được sơn cùng màu thân xe, trong khi Hyundai i10 chọn lối ốp bạc nổi bật và gương chiếu hậu có tính năng sấy điện hiện đại. Cụm đèn hậu Wigo thiết kế hình lục giác khá tinh quái, song ấn tượng nhất vẫn là cản sau, tạo hình rất đẹp, khỏe khoắn, gây ấn tượng mạnh. Ngoài ra, Wigo 2019 cũng có tính năng sưởi kính sau, cánh hướng gió cũng tích hợp đèn báo phanh trên cao. Hyundai i10 tạo hình cụm đèn hậu khá tròn trịa và mở rộng sắc sảo sang hai bên, phần cản sau được sơn một dải màu đen nổi bật. 3. Về thiết kế nội thất, cả hai xe i10 và Wigo đều sở hữu thiết kế nội thất khá mềm mại, dạng đối xứng với hốc gió hai bên và nút điều hòa hình tròn. Tuy vậy, bảng điều khiển trung tâm của Wigo được viền bạc tạo thành một mảng hình chữ nhật nổi lên rõ rệt, trong khi i10 phối thành hai mảng màu theo chiều ngang và hầu như không sử dụng bất cứ mảng ốp bạc nào. Tay nắm cửa trong của cả hai xe đều được mạ chrome sang trọng, trong khi Wigo trang bị tay lái sử dụng chất liệu urethane giả da, thì với i10, người dùng có thể trải nghiệm tay lái bọc da. Cả hai đều có thiết kế cụm đồng hồ trực quan với màn hình hiển thị đa thông tin. Riêng Wigo có thêm gương chiếu hậu chống chói hai chế độ ngày đêm giúp lái xe an toàn hơn. Cả hai mẫu xe đều chỉ được trang bị tiện nghi ở mức cơ bản như điều hòa chỉnh tay, âm thanh DVD, radio, 4 loa và hỗ trợ các kết nối MP3 USB AUX. Hyundai i10 nổi bật hơn với hệ thống GPS tích hợp dẫn đường tiện lợi. Wigo chỉ có một tùy chọn ghế ngồi bọc nỉ, còn i10 có thêm tùy chọn bọc da. Hàng ghế sau của hai xe đều hỗ trợ gập 60-40 nhằm tăng diện tích khoang chứa đồ khi cần thiết. Cả hai đều trang bị cửa sổ chỉnh điện hiện đại, được hành khách đánh giá cao. Ngoài ra, Hyundai i10 cũng sở hữu chìa khóa thông minh và tính năng khóa cửa từ xa và các ngăn làm mát, giúp nâng tầm đẳng cấp cho xe và mang đến trải nghiệm tiện lợi cho chủ nhân. 4. Khả năng vận hành, cả hai mẫu xe đều hỗ trợ hai tùy chọn hộp số là số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp, trợ lái điện giúp đánh lái nhẹ. Tương tự như các mẫu xe đô thị dung tích nhỏ hiện nay, kiểu thiết kế treo trước dạng MacPherson và treo sau dạng dầm xoắn đều xuất hiện trên cả hai mẫu xe. Song Wigo được xử lý kiên cố hơn với các thanh xoắn phía trước và thanh ổn định phía sau, giúp đáp ứng tốt hơn khi xe di chuyển trên mặt đường xấu. Khoang cabin vẫn đảm bảo sự êm ái và ổn định khi vận hành. Wigo được trang bị động cơ 1 KRVE dung tích 1.2 lít, tích hợp công nghệ VTT tiết kiệm nhiên liệu, sản sinh công suất 86 mã lực, trong khi Hyundai i10 trang bị động cơ KAPPA với hai bản, dung tích 1.0 lít sản sinh công suất 64 mã lực và 94 nm, trong khi bản 1.2 lít cho 85 mã lực và 119 nm. Tuy đều sử dụng bộ la răng hợp kim 14 inch, song i10 chỉ có cỡ lốp 165/65R14, trong khi Wigo giản dạn hơn với cỡ lốp 175/65R14, giúp xe bám đường tốt hơn. 5. Công nghệ an toàn, cả hai đều được trang bị khá ít hệ thống an toàn, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, hai túi khí cho hàng ghế trước. Hyundai i10 nổi bật hơn khi xe có thêm hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử. Hệ thống an ninh của hai mẫu xe khá tương đồng, cùng sử dụng hệ thống mã hóa khóa động cơ chống trộm, khóa từ xa, đảm bảo yên tâm khi rời xe. 6. Giá bán, giá xe Hyundai i10 từ 330 đến 412 triệu với 6 phiên bản, trong khi đó Toyota Wigo chỉ có duy nhất 2 phiên bản,
giá bán lần lượt là 345 và 405 triệu. Hiện tại, cả hai mẫu xe này đều được hỗ trợ trả góp lên tới 85% giá trị xe trong vòng 7 năm, lãi suất ưu đãi chỉ 7,99% một năm. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.